Xin chào mọi người. Nay chủ nhật mình lên cho mọi người cái con laptop Dell màn hình 15.6 inch ha. Con Dell này là Dell i7 á mọi người, con Dell đời cao. Mình tìm hiểu cái ngoại hình của nó sau đó rồi sẽ tới cái cấu hình của nó nha mọi người. Cái ngoại hình á thì nó màu đen cho nên là mình nhìn chung ở bên ngoài thì tương đối. Còn nhìn kỹ hơn khi mà mình để cái góc nghiêng như thế này nè, là cái xấu nhất của nó sẽ nó lộ ra là nó bị phim bóng thì nó có sượt mấy đường nhỏ nè mọi người. Cái đường này là nó không có ăn thua gì hết trơn, nó như móng tay hết trơn. Nếu mà nhìn bình thường mọi người sẽ không có thấy được đâu, nhưng mình kỹ mình quay sao mà cái góc mà nó xấu nhất là mọi người nó lộ ra để mọi người thấy được đó. Tại vì thật sự là nó màu đen cho nên là khi mà mình nhìn á, đây nè mọi người nè ha, nhìn nó thì đó, nhìn nghiêng thấy rất là rõ ha. Mình sẽ quay hết. Còn ví dụ như mà một cái máy mà mình cầm mình nhìn bình thường thì nó cũng tương đối không tới nỗi nào, tại vì nó cũng màu đen đó mọi người, không có cứng móc, không có bể, nó xước mình nó xước là nhẹ, mình đụng tay vào là mình không có biết được xước đâu, nó mịn lắm, nó không có bị xước ăn vào sâu ở bên trong ha. Nói chung là nhìn chung thì nó cũng được, không tới nỗi nào. Cái chỗ xấu là nhất là cái chỗ đó là mình đã quay cho mọi người xem rồi. Đây con này là mẫu 2018 nha mọi người. Mẫu này là mẫu 2018 Dell. Mọi người xem cái phím của nó. Con này á, là cấu hình nó là Core i7 Gen 8 đó mọi người, Dell Latitude. Dell này á, đây nè phím này. Mọi người nhìn như vậy là chỗ nào nó xấu hay nó gì, mọi người thấy không? Nếu mà nhìn như vậy thì mình thấy phím A với phím S, phím D nữa, và phím cách nó hơi bóng một chút xíu, tại vì là mình quay rất là kỹ. Nhớ là ở bên Nhật, máy của mình là máy sách tay, về bên Nhật người ta đã có qua sử dụng rồi thì chắc là cái phím, hai cái phím này cái người dùng trước ở bên Nhật người ta hay sử dụng đó, cho nên nó hơi bóng nhẹ ở chỗ hai cái đó. Nói chung là mình quay là còn lại thì nó đẹp nha mọi người, quay rất là kỹ. Mọi người có thể là nhìn thì máy cũ chứ không phải máy mới, cho nên là nếu mà nhìn tương đối có thể là nhìn cái hướng này thì nó đẹp, nhưng mà mình quay rõ như vậy để cho mọi người thấy rõ được. Đây nè, cái góc máy rồi đẹp. Khoan, từ từ mình sẽ quay cái model của nó. Con này là Dell Latitude 3590 nha mọi người. Đã sản xuất nó là 2018 nè, nó chỉ sản xuất 2018 thôi. Đó. 3590 thì á hả, cái dòng này á là đây mình, tại vì nãy mình lấy ra là mình chưa sạc pin á. Pin nó hết, nhưng mà mình quay đại video mọi người. Pin thì mình bao trên cho mọi người là trên 2-3 tiếng nha mọi người, trên nha mọi người chứ không phải là dưới đâu. Mình để ra ở ngoài sân thì nó hơi ồn, cây lá cây nó rụng xuống nè. Cái dòng á, ai á, ví dụ như là những mà giáo viên nè, nhân viên văn phòng rồi đó, kế toán rồi đó, người ta thích cái dòng 15.6 inch mà có phím số bên hông này để người ta nhập số liệu nè, vẽ vời hay làm cái gì đó rất là tiện luôn, nó nhanh đó mọi người. Cho nên là nhiều người không phải là kêu cần máy gọn hay gì đâu, người ta cần máy màn hình lớn để dễ làm việc. Đó, pin này lại tại vì pin nó đang hết cho mình đem ra mình view đại luôn. Mà mình chưa có sạc pin đó mọi người. Lạ hả, người ta những cái kế toán mình đem vô thì ở sau hè nhà mình nó hơi ồn á mọi người. Đó, thì đó là người ta thích sử dụng những cái máy này, những cái nhỏ hoặc là gọn hơn người ta không thích đâu. Là một số người thì thích gọn kẹp nít đi cho dễ, một số người làm việc thì người ta không có thích máy nhỏ. Cái này thì mấy em học sinh năm học mới hoặc là doanh nhân hoặc là nhân viên văn phòng hay gì đó có nhu cầu máy đời cao thì con này cũng rất là ok, mà giá thì lại hợp lý lắm. Con này là Core i7 thế hệ 8 nha mọi người, 8550U nè, nghe nên là nó i7 thế hệ 8 cho nên nó 8 CPU luôn nha mọi người. Ví dụ như mà thế hệ 7 hoặc thế hệ 6 thì nó chỉ 4 CPU thôi, RAM của nó tới 16GB lận đó. i7 thế hệ 8 mà RAM 16GB, Dell Latitude 3590 nè mọi người. Con này đã sản xuất 2018 đó.
thì cái dòng latitude nó rất là bền, nó là gọi là siêu bền luôn á. Nhưng mình nó là theo cái kinh nghiệm của nhà mình nó là hay nhập latitude lắm, tại vì nó bền, nó rất là bền nha mọi người. Ví dụ như mọi người xài 5 3 năm nữa ví dụ vậy thì hả, nó cũng ví dụ như mình làm rơi rớt hay mình làm hư cái gì thì thay linh kiện của nó rất là rẻ, đó là mình nói như vậy. Mình nói thì không biết là có ví dụ như là có những cái người đeo mà có chuyên dòng này dòng kia, nhưng mà chắc chắn là những người mà rành thì họ cũng biết là cái mẫu đeo Latitude là nó rất là bền và thay đồ nó dễ, cho nên là mình mua mình cũng muốn là khách hàng của mình nó sử dụng nó lâu nó bền, hoặc lỡ có vấn đề gì đó thì nó cũng đỡ tốn kém. 1920 x 1080 nó là màn hình full HD nha mọi người, nó là màn hình 15.6 full HD, rất là đẹp, không bầm không dập không trầy không gì hết, màn hình rất là đẹp, pin lâu đó, pin rất là trâu. Ở ngoại hình đó thì mình có quay cho mọi người rồi ha, ở ngoài sáng đó là mọi người sẽ thấy rõ nhất là về cái ngoại hình của nó, thì ở cái mặt trên của nó có xước nhẹ như vậy. Mình nói về cái con này là nó chạy SSD 128 đồng thời song song với HDD 500, có nghĩa là nó chạy hai ổ cứng đó mọi người. Ổ cứng SSD thì có thể là để SSD thì để chạy chương trình, 128 là nó chạy rất là nhanh, tại SSD thì nó nhanh rồi, còn cái HDD này thì mình có thể là mình chứa dữ liệu á mọi người. Ví dụ như máy của mình nó có khởi động lại, nó có phần mềm hay này kia, nó có gọi là nó phần mềm hoặc mình cài đặt lại hay gì đó, thì cái dữ liệu ở trên cái HDD nó vẫn giữ nguyên dữ liệu hình ảnh video hay tất cả những cái gì mà mình cần chứa mình lưu trữ đó, thì nó ở trong HDD cũng được. Trong HDD 500 thì mọi người chứa cũng rất là ok, còn 128 thì nó chạy phần mềm á mọi người, nó nhanh hơn, màn full HD nha, 15.6 full HD đó. Mình nói về con máy như vậy, mình báo giá con máy này, là 8 triệu 8 nha mọi người, máy kèm sạc zin nha, xách tay Nhật về đó. Mọi người mua thì chuyển khoản cho mình 1 đến 2 triệu mình sẽ code cho mọi người, còn mọi người tham khảo thì cũng tham khảo đúng như vậy nha mọi người. RAM 16 GB và mọi người xem rõ cái thế hệ cũng cùng lúc là cái date sản xuất nữa. Ví dụ như mọi người không nhất thiết là mua của mình, mua ở những cái chỗ khác thì mọi người cũng mua ở đâu cũng vậy, ví dụ như mua chỗ gần đó, thì tin tưởng tới mọi người có thể xem máy thì mọi người tham khảo cái giá luôn ha, mua được rẻ hơn đó, thì càng tốt, mua như vậy. Còn mình đó thì mình báo cái giá của nhà mình là như vậy rồi. Mình cảm ơn mọi người ha, cảm ơn mọi người đã xem video và đăng ký kênh của mình. Như dạo này mình thấy mình cũng mới làm kênh nhưng mà mình thấy nó cũng có nhiều người, nhiều anh chị cô chú bác rất là quan tâm kênh của mình. Mình nói là rất là vui nhưng mà nó có động lực cho mình để mình làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhiều nha.